Xin chào anh em, đến với kênh Giá Xe Ô Tô. Hôm nay thì Đào sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn giá xe Hyundai Accent, các phiên bản lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với Đào qua hotline 0931 443 055. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thẳng vào vấn đề, đó là giá xe Hyundai Accent giữa và cuối tháng 7 thì có giá lăn bánh lần lượt là bao nhiêu cho các phiên bản. Đầu tiên đó là Hyundai Accent số tự động, bản đặc biệt thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 625 triệu đồng nha anh chị. Bản đặc biệt bây giờ lăn bánh đã mềm hơn rồi, và giá xe bản đặc biệt lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 625 triệu đồng thì anh chị và các bạn có thể đưa trước chỉ 130 triệu đồng là ok rồi. Chúng ta chỉ cần đưa trước là 100 sorry anh chị đó là đưa trước 170 triệu đồng là ok rồi. Tiếp theo đó là Accent số tự động bản thường thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Số tự động bản thường lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 578 triệu đồng, và số tiền trả trước cho chiếc xe này đó là 152 triệu đồng nha anh chị và các bạn. Đối với Accent số sàn bản full thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 546 triệu đồng thôi. Và chiếc xe này anh chị và các bạn có thể trả trước đó là 153 triệu đồng là chúng ta đã có thể sở hữu xe rồi. Kế tiếp đó là Accent số sàn bản tiêu chuẩn thì anh chị và các bạn có thể mua với mức giá lăn bánh là 495 triệu đồng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và đưa trước chỉ 140 triệu là chúng ta đã nhận xe. Cập nhật tình hình cho anh chị và các bạn đó là Accent số sàn thì anh chị và các bạn có thể liên hệ với Đào để đặt xe, sang tháng 8 dương thì chúng ta mới có xe để nhận nha. Tình hình chung tất cả các đại lý luôn, nên anh chị và các bạn có nhu cầu mua Accent số sàn thì liên hệ với Đào. Accent số tự động bản thường và bản đặc biệt thì bên Đào đang có xe sẵn giao ngay, có đầy đủ hầu hết tất cả màu sắc, và bên cạnh giá xe Đào báo thì đã có khuyến mãi trừ vào trong đó. Thì bên cạnh đó thì bên Đào cũng có nhiều phụ kiện linh kiện tặng thêm cho anh chị và các bạn như dán phim cách nhiệt nè, lót sàn, camera hành trình, phủ gầm hay là các món liên quan đến xe. Chúng ta anh chị nào thích món nào thì mình có thể trao đổi và để lắp thêm cho anh chị và các bạn nha. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua xe Accent giá tốt khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ với Đào nha. Bên cạnh đó bây giờ Đào sẽ cập nhật giá xe Accent lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh cho anh chị. Accent đặc biệt lăn bánh tại các tỉnh lân cận là 605 triệu đồng và đưa trước chỉ 150 triệu đồng. Accent số tự động bản thường thì lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó là 558 triệu đồng và đưa trước 133 triệu đồng thôi. Accent số sàn bản full thì lăn bánh là 526 triệu đồng, đưa trước chỉ 133 triệu đồng. Accent số sàn bản tiêu chuẩn là lăn bánh 476 triệu tại khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh và đưa trước chỉ có 120 triệu đồng thôi. Đến đây thì Đào xin kết thúc clip tại đây. Anh chị và các bạn cần xe Accent giá tốt thì hãy liên hệ ngay với Đào ha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại ạ.